gì? Là mỗi một cái hành trình ở đây á, là anh chị phải tìm ra cho cầm một cái điểm chạm, một cái trải nghiệm khác biệt. Ví dụ như là đây gọi là cái thu hút này, thu hút khách hàng này. Sau đó đến cái phần thứ hai là cái phần gì ạ? Là xin số điện thoại của khách hàng này, xin số điện thoại để mình đặt lịch này. Cái tiếp theo thứ ba đó là phần đặt lịch qua điện thoại này, gọi là telesale này. Phần thứ tư là cái phần nhắc lịch này, bốn này, nhắc lịch này. Đấy. Cái phần thứ năm ở đây đó là gì ạ? Đó là khi khách hàng tới rồi thì ai là người bán hàng ạ? Ví dụ đây là tư vấn viên đi. Đấy, bán hàng. Tiếp theo đó là gặp quản lý để thu tiền. Tiếp theo đó gặp là kỹ thuật viên. Cái tiếp theo đó là gặp là gì ạ? Đó là bảo vệ. Đấy. Thì chúng ta phải tạo ra một cái hành trình từ khi khách hàng chưa biết chúng ta là ai thì đến khi khách hàng trả tiền thì có những cái điểm chạm gì. Ví dụ trong mỗi một cái bước như thế này, chúng ta chỉ được phép chọn một hành động duy nhất. Thì hành động đấy là gì? Thì chúng ta phải ghi ra, hành động đây để cho khách hàng thích tư vấn viên thì mình chọn hành động gì, để cho khách hàng thích quản lý mình sẽ chọn hành động gì. Chỉ được phép chọn một hành động thôi. Thì chúng ta sẽ tạo ra được cái quy trình, tạo ra hành trình trải nghiệm của một khách hàng để khách hàng ta không thể quên cái spa của mình được. Tại vì cần nghiên cứu như thế này này, 70% khách hàng bỏ rơi spa nó không đến từ sản phẩm, 70% khách hàng bỏ spa của mình nó không đến từ dịch vụ, mà nó đến từ hành trình trải nghiệm, hành trình trải nghiệm của khách hàng. Thì chúng ta không tạo ra được cái đấy. Chúng ta ví dụ cầm đang làm dịch vụ về bấm huyệt giảm béo đi, thì cầm chọn khách hàng là gì ạ? Là 30 tuổi đến 48 tuổi, là những chị em hướng nội chẳng hạn, thích lên trồ không thích xâm lấn. Anh chị hiểu không ạ? Và cầm tuyển toàn những bạn 18 đến 22 tuổi. Rồi, điều gì xảy ra? Nhân viên xinh hơn khách hàng. Khách hàng nó không nói chuyện được. Ví dụ nhá, khách hàng của cầm là cầm sẽ tuyển các cụ từ 35 tuổi đến 50 tuổi. Thì những người này thì người ta nói chuyện nghe chép thì nó có vào không? Không vào được. Đúng không ạ? Thì cái điểm chạm, điểm trừ đây là gì? Là mình tuyển toàn 18 tuổi, 19 tuổi. Bây giờ chúng nó chỉ nghĩ là tối nay đi chơi với thằng nào thôi. Mà các cụ này thì đầy sẽ đau thương về tình yêu rồi. Các cụ muốn nói chuyện khác thì hai người không cùng tần số thì làm sao mà vào được, đúng không ạ? Thì khách hàng muốn quay trở lại không ạ? Không. Khách hàng sẽ chọn chỗ nào có cái nhân viên nó già già một tí, nói chuyện nó học gu một tí. Khách hàng đi sang tiệm spa thứ hai, tiệm spa thứ hai thì vào đây toàn các cụ bằng tuổi mình, nói chuyện nó hào hợp. Lúc này thì người ta chỉ nói về những nỗi đau thương của nhau. Gì ạ? Đã bị chồng đấm như nào, chồng bị phản bội ra sao, con cái mất dạy như thế nào, thì người ta đồng cảm được với nhau ở đây. Thì người ta sẽ bỏ gói bên Gen Z này, mà người ta sẽ chuyển qua bên spa này có các cụ nói chuyện với nhau cho nó hợp. Đúng không ạ? Thì đấy là cái sự tranh hình trải nghiệm, chúng ta phải hiểu ra cái trải nghiệm của người ta nó phải cực kỳ, nó phải phù hợp. Ví dụ trước kia cầm tư vấn cho một bạn và làm chuỗi về giảm béo, thì lúc đầu bạn đi tuyển toàn Gen Z vào thôi, thì cái lần một khách hàng đến rất đông, nhưng khách hàng quay lại thì không có. Thì mình mới tìm hiểu ra, mình bảo em này, hay là em cho nhân viên nó làm gì khách hàng không thích, hay là em bán hàng theo kiểu bắt ép khách hàng. Thì bạn ấy bảo không thầy ơi, em không có bắt ép. Nhưng cuối cùng thì mình điều tra ra là những khách hàng hủy gói, những khách hàng hủy gói đấy á, thì người ta phản hồi lại là gì ạ? Chị muốn tìm một nơi để tâm sự giải bày chuyện hôn nhân, tại cuộc sống của chị nó quá bế tắc rồi. Chị muốn tìm vừa nơi giảm béo vừa tư vấn cho chị về tình cảm, gia đình, hôn nhân hay là cuộc sống. Chị chọn bên khác vì bên đấy nó thấu hiểu hơn chị. Đấy, thì cuối cùng là gì ạ? Cái hành trình điểm chạm của nhà mình không có, một suốt ngày mình không có biết cái điều đó nên là mình không có chạm. Và sau đó thì cộng tư vấn cho bạn đấy, thì bạn ấy mở ra bây giờ là được 3 cửa hàng giảm béo ở Hà Nội rồi. Nhưng mà bạn ấy cho nhân viên Gen Z chỉ làm những vị trí khác thôi. Còn nhân viên kỹ thuật viên bạn ấy tuyển toàn những chị sinh năm 40 tuổi đến 50 tuổi thôi. Thì 40 tuổi đến 50 tuổi thì có một cái đặc điểm gì chị có biết không ạ? Tính trung thành rất lớn. Lúc đấy là họ không còn ý tưởng khởi nghiệp nữa rồi. Lúc đấy họ chỉ còn ý tưởng là làm để có nơi tâm sự thôi. Thì anh chị không bị đau thương về vấn đề phản bội, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là gì ạ? Họ sẽ có cùng gu để nói chuyện cùng cái tệp khách hàng đấy. Nếu mà mình làm với đối tượng nhiều tuổi như thế, như trẻ hóa, lưng cơ, dưỡng sinh, sức khỏe, đúng không ạ? Thì đối tượng đấy người ta làm rất là tốt. Đấy. Thì khi mà hai người hợp nhau như vậy ấy, thì anh chị có lên up được lên gói không? Rất dễ lên gói, bởi vì có sự đồng cảm rất lớn. Đấy, thì đấy là hành trình điểm chạm, ví dụ cầm điện demo cho chị như thế thôi. Còn trong cái chương trình 33 ngày nó cực kỳ chuyên sâu một cái này luôn. Và cái tiếp theo telesale cũng thế, nhắc lịch cũng thế, xin số điện thoại cũng thế. Nếu mà anh chị xin số điện thoại mà chị không biết cách xin á, anh chị chỉ xin được đúng một số thôi. Ví dụ khách hàng hỏi là cho chị xin giá đi, em đừng nói nhiều nữa,
chị muốn cái giá cuối cùng điều trị của chị hết cái mặt phải hết bao nhiêu tiền. Thì trong trường hợp đấy mà mình không biết cách đào tạo cho nhân viên nhá, nó khoái ra cái gì nó cũng chết, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ bây giờ là người ta hỏi giá thì mình lại hỏi là chị ơi, chị cho em hỏi tình trạng bệnh lý của chị như thế nọ như thế trai, đúng không ạ? Đấy, vậy chị phải hiểu nguyên tắc là gì ạ? Câu hỏi đầu tiên của khách hàng là đấy chính là nỗi đau lớn nhất của họ. Họ hỏi về giá có nghĩa là họ đang chưa có đủ tiền để sẵn sàng cho cái lộ trình của mình, đúng không ạ? Thì mình phải tập trung xử lý về giá của họ, đúng không ạ? Còn nếu họ hỏi câu đầu tiên là gì ạ? Em ơi, cái quy trình của bên em đã được giấy chứng nhận của bên nào chưa? Có nghĩa là người lại cực kỳ kỹ tính, thì mình sẽ xử lý về câu quy trình. Còn người hỏi, người ta hỏi là em ơi làm bên em hết bao nhiêu phút, có nghĩa là người này rất nhiều tiền, người ta không có thời gian, thì chúng ta phải tập trung vào yếu tố về thời gian cho họ, đúng không ạ? Chứ mà bây giờ nhân viên mình còn chả biết, mình cứ trả lời có ba bốn thì cuối cùng chả có khách hàng nào người ta tới với mình cả. Đấy, ví dụ như thế. Thì đây là hành trình trải nghiệm của một khách hàng. Rồi, trong cái phần này anh chị rút ra được bài học gì? Là bài nhá, mình phải tạo ra trải nghiệm nhiều điểm chạm nhất. Khi tạo ra nhiều điểm chạm nhất thì có nghĩa là anh chị chiếm trọn trái tim của khách hàng, mà khi chiếm trọn trái tim của khách hàng thì người ta sẽ mua cái bill giá cao, thậm chí cả trăm triệu luôn. Và hôm trước cầm tư vấn cho một một bạn ở Hà Đông, bạn ấy làm một quân đội, chị đấy là một một sĩ quan quân đội, chị ấy ra mở một cái spa và bây giờ mở được 2 đến 3 cái rồi, nhưng mà nhân viên tự động bán hàng bill 100 triệu luôn. Thì cái bill bán hàng đấy là chỉ về cổ với gáy thôi, nhưng 100 triệu. Chị ấy chỉ bảo là biết ơn thầy Cầm rất là nhiều, tại vì chị không bao giờ chị nghĩ rằng nhân viên của chị lại bán được cái bill 100 triệu đến như thế. Thì Cầm chỉ muốn chia sẻ với chị là tại vì chị ấy đã tạo ra cái hành trình trải nghiệm của quá phê rồi, khách hàng người ta còn mua tặng cho oxy anh chị ạ. Đấy, tại khi người ta đã yêu mình rồi anh chị bán cái gì cũng được, nhưng người ta không yêu anh chị bán 1 triệu người ta cũng bảo là đắt, 2 triệu người ta cũng bảo là đắt, nên anh chị cứ cố gắng bán làm gì, tại vì mình đã làm không tốt khâu này thì anh chị bán cái gì cũng không được.